Đây là cây Esgyri IDT18N, tức là Natural. Dòng này là dòng hiện đại. Giá xuất xưởng là 100.000 yên, 110.000 là luôn thuế, tính ra khoảng cỡ 18 đến 20 triệu ạ. Cây này full solid, full gỗ thịt nha. Top là Spro lên cườm rất là đẹp này, rất là già này. Lưng hông là solid mahogany. Dòng solid với dòng thường laminate thì nó khác nhau là cái độ ngân dài thôi. Và tiếng chép nó rất là đầy đặn, rất là đầm, rất là dễ chịu. Giống như là cái loa bình thường và cái loa toàn giải. Loa toàn giải thì âm thanh nó rất là, nó dàn trải, nó rất là dễ nghe và nó không bị mệt. Để mình thử âm thanh nha. Qua sử dụng khoảng có 4,5 triệu. Tại vì nó bị rạm kín ở đây này, một vết này. Hai vết này. Khó nhìn, khá là khó nhìn. Mà mình đã xử lý kỹ rồi. Ba vết này, một vết ngắn ở ngay kia. Pig guy này. Đó, nên là nó được ở mức giá là dễ chịu thôi, 4,5 triệu. Full solid thì âm thanh nó